Số cô định gọi. Sao dạo này nhiều gái gọi thế hả chị? Alo, tôi Tùng nghe đây. Sao ạ? Giải nhất ấy. Tôi được giải nhất mỹ thuật ạ. Dạ, xin lỗi chị, cảm ơn chị ạ. Dạ vâng. Vâng, đúng ngày giờ tôi sẽ có mặt ngay. Vâng. Cảm ơn chị đã báo tin ạ. Dạ vâng, thế chào chị nhá. Vâng. Tự nhiên lại được cái giải nhất mỹ thuật của thành phố. Thi cử bây giờ chán thật. Chưa thi đã biết mình được giải. Sĩ phu Bắc Hà bây giờ điêu linh quá. Hôm trước có cái giải thưởng mỹ thuật thế giới tổ chức ở Canada, nó mời thì mình lại lười. Chán, quá chán. Chả ai thèm hỏi một cái xưng tổng tộc kìa. Alo, ông à, chúng giải rồi, giải nhất thành phố. Ngày giờ tôi sẽ báo sau nhé. Thế nhá, phải ăn mừng nhá, ok. Thế là sự nghiệp nghệ thuật của ta đã có được một giải thưởng rồi. Từ giờ không phải đi photo giải thưởng của thằng nào khác để về treo nữa. Này là nhiều diễn viên quá, vui thì cứ vui, sao phải giả vờ? Vẫn vui, có cái gì mà vui, người ta đang tập thể dục. Bùng. Thế thôi, tôi lên nhà thật đây, để cho anh diễn. À quên, tập thể dục cho nó thoải mái. Một. Nhưng mà này. Hai. Tập ý thì tập tay tập chân thôi, đừng có tập cả mồm như thế. Bốn. Có cơn gió độc đi qua là phiền đấy, chưa chửa. Alo, bố à? Vâng, con Tùng Điên, con của bố đấy ạ. À? Dạ vâng ạ. Không, con chỉ hỏi thăm sức khỏe của bố đấy ạ. À. Bố có khỏe không ạ? À? À bố ơi, con có việc này báo tin cho bố một tí ạ. À. Dạ, vâng. Cái bức tranh mà hôm trước bố con mình mang đi thi ấy, bố nhớ không ạ? Vâng, đúng như con dự tính. Dạ, được giải đặc biệt ạ. À. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, giải nước ngoài bố ạ. Dạ. À không, vui thì có gì là vui đâu, nhưng mà nó cũng có tí tiền. Dạ vâng, dạ. Vâng, khoảng mấy chục nghìn đô gì đấy, con chả để ý. Nhưng mà tiền thì không quan trọng bố ạ. Chính vì thế mà con định tổ chức một cái buổi tiệc chiêu đãi anh em đi, hôm ấy trân trọng mời bố sang nhá. Dạ. Đây, thế mai anh em sang làm bữa lẩu nhá. Tôi trân trọng mời anh em. Mấy thằng bạn của mình ở trên cục, nó cứ nằn nỉ mình mãi. Nó cũng muốn mình đi để làm sang cho giải mà. Nhân tài đất Bắc bây giờ điêu linh lắm cơ ông ạ. Thế nhá, mai sang nhá. Hey! Chú nghe tin rồi hả? Anh có nói cho ai biết đâu. Ai tự biết thì biết thôi. Hả? Bức tranh hả? Cái bức cũng bình thường, anh chọn ngẫu nhiên đấy mà. Ông mang rượu sang thì còn gì bằng. Tôi có tổ chức gì đâu, nhưng mà anh em người ta cứ yêu cầu nên là mình cũng đành phải tổ chức thôi. Thế nhớ sang nhá. Rồi, chào ông. Đúng là cái đồ ghen ăn tức à. Tôi không thèm. Sao thế, không ngủ hộp nữa đi. Mệt rồi chứ gì.
là cái đồ háo danh. Nếu mà chưa ly thân thì chắc là cũng nhảy cẫng lên cũng hùng hục rồi, kém gì tôi. Này nhá, đây chả thèm. Ôi trời ơi. Nhưng mà cảm ơn, ra rồi, trăm phần trăm nhá, trăm phần trăm nhá, hâm mộ ông quá. Cảm ơn. Đối với tôi, cái giải thưởng đặc biệt này nó cũng không có cái gì là đặc biệt cả. Bởi vì giải thưởng thì tôi muốn giật lúc nào mà chả được. Cái quan trọng là vì tôi không có hứng. Mà tại sao tôi lại không có hứng? Tôi không có hứng là bởi vì tôi không có đối thủ đấy. Tôi nói là tôi không có đối thủ không phải vì tôi là người giỏi nhất. Nói thế là nghe nó hơi kiêu căng. Ông hiểu các bạn thủ nhiên nhá. Tôi cũng giống như những thiên tài khác ở trong thiên hạ còn lẩn khuất mà thôi. Cái điều quan trọng ấy là thiên tài người ta thường ở trong bóng tối chứ ít khi người ta ra ánh sáng. Uống thêm một cái nữa. Chính vì thế tôi mới đi thi cái giải này. Là vì sao tôi đi thi? Là để tôi tìm tri kỷ. Đấy, đúng không? Nhưng mà nói chung nghệ sĩ là người ta không cần tiền. Tiền đối với nghệ sĩ chỉ là đất cát mà thôi. Còn danh vọng và giải thưởng cũng chỉ là đất cát mà thôi. Anh em, hay đây. Ông bà cô. Không ăn đi. Ôi, có điện thoại giờ này. Không nghe đi. Úi giời ơi, cái bà này là bà hôm trước mà báo là tôi có giải thưởng đấy này. Alo, chào, vâng. Chị từ chị nói tôi nghe không rõ, tôi đang nhậu. Nhớ đợi từ đợi tôi bật speaker lên đã nhá. Mọi người cùng nghe nhá. Vâng, chị ơi, chị nói đi. Vâng, anh em. Vâng, chúng em gọi điện là xin lỗi anh ạ. Vâng. Hôm qua bên chúng em đã thông báo tác phẩm của anh đạt giải nhất. Nhưng thực sự đó không phải anh ạ. Chúng em đã nhầm. Tác phẩm của anh không đạt giải. Chúng em đã đưa tin sai. Anh thật sự thông cảm với chúng em được không ạ? Chúng em sẽ gửi tác phẩm về cho anh trong một thời gian sớm nhất ạ. Anh hãy hiểu và thông cảm cho bên em. Người đạt giải không phải là anh, mà là anh Tùng Dồ anh ạ. Thiên tài. Nói chung, thiên tài ít ai được giải thưởng. Uống. Nhưng mà chỉ buồn một nỗi là thiên hạ có mắt như mù. Mẹ kiếp, có mỗi cái giải thưởng mà báo nhầm. Nó sẽ lại nhầm rồi kìa. Nghệ sĩ lớn như mình mà chúng nó lại nhầm. Mình là Tùng Điên mà nó lại nhầm ra mình là thằng Tùng Dồ nào. Nó vẩn thật. Nhưng mà không sao, giá trị của tác phẩm không nằm ở giải thưởng, mà giá trị của con người không nằm ở danh tiếng. Nếu như không ai biết ta, ta tự biết ta. Quá bình thường. Thằng này không cần gì hết. Không cần gì hết. Ok. Sao đất lại dâng lên mặt này? Ugh.
Khách khứa đâu hết rồi nhỉ? Khách nào? Khách bạn tôi vừa nhậu đây này. Vừa nãy làm gì có khách nào? À, anh hỏi mấy người hôm qua ấy à? Thì họ về hết rồi. Cái gì từ hôm qua tôi ngủ lâu thế cơ? Chết, say quá. Vâng ạ, say bí tỉ. Tôi thấy cái đống rác rưởi trước mặt anh nó bẩn thỉu quá, nên rửa hộ anh rồi. Gì? Tính trả công đi. Ai khiến cô rửa mà cô phải rửa? Sao để tôi tỉnh lại tôi rửa? Mà thế nào mà hôm qua thế nào mà say quá ngủ không biết cái gì mà sao còn nằm mơ đấy. Mơ à? Mơ nào? Tôi nằm mơ là cái giải đặc biệt của tôi ấy, hóa ra là nó báo nhầm. Đấy không phải là tôi trúng, vậy là thằng Tùng Dồ nó trúng. Thế là tôi chả có cái tranh nhận được giải cả, thế là nào nhỉ? Thực ra anh không phải là mơ đâu. Cái gì? Mày mơ này là cái gì? Thì thực ra là có người gọi điện cho anh, báo là người ta nói nhầm tên, không phải là anh trúng giải đâu. Vớ vẩn, cô đừng có dựng chuyện. Sao lại có cái chuyện tôi không trúng giải được? Vớ vẩn, bà lằng nhằng. Này nhá, tôi nói cho anh biết nhá. Anh không tin thì anh kiểm tra lại đi nhá. Cái gì? Làm sao mà tôi phải kiểm tra? Đấy là do cô ghen ăn tức ở với tôi, cô mới bịa chuyện là như thế thôi. Chứ làm sao mà có chuyện tôi không trúng giải được? Tôi nói cho cái mặt nhà anh biết nhá. Hôm qua khi nghe được cái tin này xong, anh uống say bí tỉ đến bạn bè về còn không biết. Tôi đã dọn ra cái đống rác rưởi bẩn thỉu lên rồi còn to giọng với tôi à? Hả? À, tức là cô sang bên tôi đúng không? Nộp phạt đi nhá. Này, phạt béo cái gì? Tôi còn chưa thì công cơ rửa bát rồi đấy. Cái gì? Ai khiến cô phải rửa bát cho tôi? Tôi dậy tôi tự rửa chứ việc gì cô phải rửa? À, cô nộp phạt đi. Anh